mình hát đi phá đồ đây với anh ta. Mình ghi cái chữ đi nhá, để chữ quay mà cho ai đang nghe đây. Máy này nó không kết nối với mắt à. Tắt hay không nghe mà giờ nó bắt rồi. Không nó giờ được rồi, vô Nam mô Tâm chú Đại Thánh Sư Tây Tạng Ma Mi La Rê Pa. Nam mô Thánh Nhân Thi Nhân Ca Sĩ Áo Vải Mi La Rê Pa. Nam mô Đại Hành Giả Du Già Tây Tạng Mi La Rê Pa. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 à, chúng ta sẽ vô đề tài pháp thoại thứ 50. Kính chào quý Phật tử đồng hương đã đến với đài truyền hình Hương Sen Temple livestream Facebook. À, hôm nay trong cái tháng chúng ta học về Phật giáo Tây Tạng, nay ngày 18, chúng ta còn 12 ngày nữa
bắt đầu tháng 7 chúng ta sẽ học về tịnh độ. Thì trong cái tháng 6 này mình đi được hơn tháng rưỡi rồi. Thì hôm nay sư muốn giới thiệu về một cái nhân vật cư sĩ nhưng mà là thánh, giống như trong Phật giáo chúng ta có ngài Duy Ma Cật. Vâng. Thì ở đây Phật giáo Tây Tạng có đại thánh sư Amitabha, ngài tu thiền và ngài đã để rất nhiều nhạc, rất nhiều thơ, mình gọi là chứng đạo ca. Quý vị biết bao nhiêu tác phẩm không? 100.000, 100.000 nhé, 100.000 bài thơ chứng đạo ca. Giác ngộ rồi, ai hỏi ngài cái gì thì ngài cho một bài thơ. Giác ngộ rồi, ai hỏi ngài cái gì thì ngài cho một bài hát. Một hồi nữa quý vị sẽ được thưởng thức một trong 100.000 bài hát của thánh nhân thi sĩ Milarepa. Ni sư Giới Hương cũng là một tu sĩ từ nhỏ, nhưng mà cũng đặc biệt, cũng thích về được cái duyên được học về văn chương chữ nghĩa, cho nên cũng tập tễnh viết được 42 cuốn sách, rồi cũng làm được 11 cái volume nhạc, cũng hơn 100 bài. Nhưng mà ở đây là chúng ta thấy ngài là 100.000 bài, cho nên rất đáng để cho chúng ta học. Ở ngài tụt thế kỷ thứ mấy? Ngài tụt về thế kỷ thứ 10 và thứ 11. Ngài sanh năm 1052 và tịch năm 1135, tức là thuộc về thế kỷ thứ 10, thứ 10, thứ 11, 12. Còn Hòa Thượng Thanh Từ, Sông Nhất Hạnh, Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 là thuộc về thế kỷ 20, 21. Nhiều quý thánh tăng, quý sư trưởng, ni sư Trí Hải, sư bà Diệu Không, sư bà Hải Triều Âm, vân vân, để lại cũng cả trăm tác phẩm. Đấy, sư Giới Hương thì mới để được 40 mấy, hay giờ cũng gần già rồi, gần cuối đời. Thì hôm nay chúng ta học về một tác phẩm, một bài thơ, một bài chứng đạo ca của ngài Đại sư Thánh Tăng Tây Tạng Milarepa. Để quý vị hãy nói về Tây Tạng thì thời Phật chứng ngộ, giác ngộ cũng có, thời bây giờ cũng có, mà thời Trung Cổ khoảng thế kỷ thứ 11, 12 chúng ta cũng có. Ngài được gọi là thánh nhân thi ca sĩ. Thánh nhân là vì một đời của ngài ở trên núi thôi. Mà quý vị biết ở Tây Tạng là núi tuyết, rồi đất trọc, rồi suối, rồi tuyết trắng hầu như quanh năm. Mà ngài chỉ bằng một cái áo một năm, cho nên gọi ngài là áo vải, một áo một năm. Khổ hạnh, ngài tu khổ hạnh. Và bận một áo một năm mà để lại 100.000 tác phẩm để đời cho đến bây giờ. Quý vị thấy không? Quý vị bận 100.000 cái áo đủ kiểu đẹp, không ai tán dương quý vị, chết là không ai nhớ. Bận đơn giản, ăn đơn giản, khổ hạnh mà để lại những cái gì thuộc về văn hóa, những gì thuộc về tinh thần, những gì thuộc về tâm linh. Thì dù ngài cách chúng ta hơn 10 thế kỷ, 1.000 năm mà bây giờ vẫn còn được nhắc đến. Ngài là suối nguồn gia trì bất tận của tất cả chúng sanh. Tăng chú của ngài là Om Aguru Hoa Sa Vara Sa Vidi Hum. Ai trì tâm chú của ngài thì được ngài gia trì, được khai mở tâm thức, kết nối từ trường và suối nguồn giác ngộ của ngài. Giống như cái vị đó Thảo ăn mình gần họ thì mình gần vị đó, mình cũng được vị đó cho mình ăn. Cũng như vậy, ngài là một bậc giác ngộ mà rất là thi sĩ, rất là thi nhân, rất là ca sĩ, ngài hát nữa nha. Ca sĩ nữa.
ở trên núi trên sông mà cảm hứng buổi sáng chim kêu là ngài đứng ngài hát một bài, buổi chiều chim kêu ngài hát một bài, ai tới hỏi đạo là ngài trả lời bài thơ hoặc là ngài ca bài quán hay. Quý vị ráng tập như vậy nhé. Cho nên ai mà tụng chú của ngài, trì ngài thì mình cũng được cái từ trường, ngài có 100 mình cũng được một chút xíu. Rồi cứ tụng trì và phát nguyện rồi rèn luyện riết riết rồi mình cũng được giống như ngài. Cũng giống như quý vị thích kinh sách của ông Nhất Hạnh, quý vị thích kinh sách của Hòa Thượng Thanh Từ, quý vị thích kinh sách của Đạt Lai Đạt Ma thứ 14, thì quý vị cứ đọc rồi quý vị ngẫm nghĩ rồi quý vị thuộc nhớ, rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được. Đó là một cách. Cách thứ hai là mình thiền định rồi mình đi vô, rồi mình tự nhiên mình nói được. Cách thứ ba mình trì chú. Khi mình trì chú rồi tâm mình khai mở thì mình vừa thấy một cái hoa rơi là mình làm liền mấy bài thơ gì chứng đạt ca liền. Nhiều cách. Cách mà đi học ở trường giống như sư Dĩ Hương và nhiều vị, rồi đi thi, rồi thi giữa kỳ, cuối kỳ, rồi học năm này năm kia, rồi tốt nghiệp, rồi lần lần học từ từ, phá tan cái vô minh từ từ, rồi đi dần 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 đến trí tuệ. Đấy là cách mà thông thường hay đi, trong đó có sư Dĩ Hương. Còn cách của quý ngài là kiên một đời nhập thất ở trong hang động, không có đi học gì hết, không đi học gì hết, ngồi thiền du già, ngồi thiền và tự nhiên ngộ chân lý. Khi ngộ chân lý rồi ai đến hỏi đạo là ngài buông cho một bài thơ, buông cho một bài ca, mà gom lại được 100.000 bài ca. Giống như Đức Phật, ai đến hỏi đạo ngài giảng bài kinh, ai đến hỏi pháp ngài giảng một bài kinh. Mà lúc đó không có mấy video record rồi YouTube rồi Facebook này kia vân, cho nên nhiều khi á cũng cái bài đó mà ngài phải nói đi nói lại vài lần, gọi là trùng tụng để chúng ta nhớ. Rồi ngài tên là mà Mặc Lặc Nhạc Ba, có nghĩa là người bận áo vải khổ hạnh. Tiếng Việt chúng ta gọi là y bá nạp, tức là cái áo mà vá nhiều chỗ, kết nối nhiều chỗ, cái mền quý vị hay có những cái khuynh khuynh kết cả trăm cái vòng tròn lại thành cái mền. Bá nạp là 100 miếng, mình nói tượng trưng cho kia cả mấy trăm miếng đâu đó. Ngài một cái áo xuống năm. Và ngài là đệ tử của ngài Mã Nhĩ Ba là tu khổ hạnh. Ngài được truyền pháp Đại Thủ Ấn và sáng lập tông phái Ca Nhĩ Cư. Ngày nay Tây Tạng hay hát những bài hát hay ca những bài ca của ngài mà hồi nữa chúng ta sẽ được thưởng thức. Và tới bây giờ quý vị biết là 100.000 bài ca chứng đạo ca của ngài có thể tương đương giống như là cái đó mình gọi là thiên anh hùng ca hay thiên chứng đạo ca của Tây Tạng, tương đương với kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo Đại Thừa, tương đương với thiên anh hùng ca của Ấn Độ, tương đương với lại thánh kinh Bible của Kitô giáo. Nói như vậy để quý vị biết rằng là rất có giá trị, cả một cái kho tàng văn học, cả một kho tàng văn hóa, cả một kho tàng tâm linh, cả một kho tàng chứng ngộ. Nghe những bài thơ, bài ca của ngài mình giảm áp lực, mình giảm căng thẳng, mình ít bị bệnh. Tác giả do Đỗ Đình Đồng dịch, có tới gần 1.000 trang, ni sư in ra khoảng 50 trang thôi. 50 trang là một bài ca của ngài đấy, một bài ca rồi thêm câu chuyện này kia nữa vân vân, để chia sẻ. Nguyên nhân gì vì sao ngài tu du già? Nghe đây, giống như là vua A Dục của Ấn Độ vậy. Ngài sinh ở Tây Tạng, sát danh biên giới Nepal. Lúc lên 7 tuổi, cha ngài mất, gia đình bị chiếm đoạt, mẹ với hai đứa con, gia đình bị chiếm đoạt. Ngài bị cái người cô, người dì, vì chồng mất rồi mẹ với hai đứa con nheo nhóc nhỏ, cho nên phải nương gia đình bà con giàu có, mà nương ở hầu hạ
Bà con mà ở như kẻ ăn kẻ ở mà bị đánh đập hầu hạ. Cho nên từ lúc nhỏ Ngài đã căm thù người thân của Ngài. Và vì Ngài sống ở rừng, ở núi, cho nên từ lúc nhỏ Ngài đã biết rằng là Tây Tạng là một nơi rất nổi tiếng về huyền bí, bùa chú, thần thông. Cho nên rằng là Ngài nói là Ngài sẽ đi học cái thần thú, học cái huyền thuật để về, để trả thù cái người thân đã hành hạ, đánh đập mẹ Ngài và hai anh em của Ngài, rồi bắt phục dịch suốt mấy năm trời. Sau khi mà Ngài học được cái đạo đó rồi đó hả, Ngài học được cái đạo đó, vì biết là giống như mình ngồi thiền, nhẹ như bay, nhẹ như bay bay. Và Ngài ngồi thiền như vậy lâu càng lâu, gọi là du già đó, càng lâu thì nhẹ hơn cả mây bay, tức là nhấc bổng người lên được và thần thông phi thân được. Những cái này thuộc về bí ẩn, chúng ta khó giải thích, nhưng mà Ni Sư với Hương tin một cách chắc chắn rằng chúng ta ngồi thiền, chúng ta trì giới, chúng ta tâm, chúng ta tịnh thì chúng ta nhẹ như mây, nghĩ một cái gì là chúng ta tưởng nó. Có một cái bây giờ chúng ta có chịu chưa, chịu ngồi để đạt được chưa? Đạo Phật không khuyên chúng ta cầu cái đó, cầu giải thoát. Nhưng mà trên bước đường cầu giải thoát, ngồi thiền, chúng ta sẽ có những cái hoa quả như vậy. Và Ngài Mặc Lạc Mặc Đa này chưa biết đạo Phật, chỉ biết là tu để có pháp thuật về để trả thù cái gia đình bà con của mình. Vâng. Rồi sau khi Ngài trả thù, Ngài giết được gia đình bà con bằng cách gì? Ngài hiện ra, Ngài biến rằng cái mưa đá. Quý vị biết mưa đá mà cái cục đá nào, cục đá to hơn cái này, sụp xuống mà mưa chỉ có cái khu của cái nhà bà đó thôi, nhà cái người mà Ngài muốn trả thù, chứ phải mưa hết cả làng. Và mưa chỗ cái khu nhà người thân mà Ngài ghét, cái căm ghét đó, khiến cho cái gia đình đó chết. Sau khi chết rồi Ngài hối hận, và lúc đó người ta mới khuyên Ngài đi tìm đạo sư, là một bậc thầy. Ngài đã tên là đạo sư Mát Ga, là vị theo đạo Phật. Rồi từ đó Ngài sám hối và Ngài theo đạo Phật. Và từ khi Ngài theo đạo Phật rồi là bắt đầu Ngài đi từng bậc, Ngài chứng ngộ. Và ai đến hỏi chứng ngộ và Ngài sống bằng cách nào? Ngài sống ở trên cái hang. Mỗi buổi trưa hoặc lúc nào thì Ngài xuống núi, xuống núi đến những cái trại mà người ta nuôi nuôi bọc, nuôi bên đó nuôi con dắt với con lừa, con lừa. Ngài đến thì người ta cho chi, chi của con dắt, chi của con lừa. Thế thì Ngài đáp lại bằng cách cái gì, quý vị biết không? Giả tỷ sư với hương mà hai cúng thì đáp lại bằng một vài pháp, Đức Phật đáp lại bằng một vài pháp, và mình nhiều khi tặng cuốn kinh, đĩa CD. Còn Ngài đáp lại bằng cách nào, quý vị biết không? Đứng hát một bài hát, mà bài hát đạo nhé, bài hát về giác ngộ. Hoặc là đứng ngâm một bài thơ, một bài thơ về giác ngộ. Và do như vậy Ngài nổi tiếng, trở thành thánh nhân mà thi sĩ, thánh nhân thi sĩ, thánh nhân thi nhân ca sĩ. Đó là những cái danh hiệu của Ngài. Một trăm ngàn bài ca, bài thơ của Ngài có tác dụng thư giãn, chữa bệnh và giảm căng thẳng áp lực. Ngài tu tập khổ hạnh ở núi non hẻo lánh của vùng Tây Nam Tây Tạng. Tên của Ngài là Milarepa. Mila có nghĩa là họ của cha của Ngài. Repa có nghĩa là áo vải, vì Ngài có cái đặc biệt rằng là mặc một cái áo vải suốt năm. Có hình đó, hình hồi nãy chiếu lên đó. Quý vị nào muốn nghiên cứu về Ngài cứ vô Facebook mà quý vị thấy không? Xứ tuyết, tuyết lạnh trên núi cao mà mặc một áo vải, chuyện đó rất là phi thường.
Quý vị đang ở Hoa Kỳ, đang ở Cali hay đang ở Việt Nam bận một cái áo vải giống như sư Diệu Hương đang bận, chuyện đó bình thường. Nhưng mà quý vị lên núi tuyết và bận một cái áo vải mà suốt nhiều năm, đó là một điều rất là phi thường, chứng tỏ cơ thể của ngài có một cái sức chịu lạnh. Vì ngài tu luyện một cái pháp gọi là nội nhiệt. Nội nhiệt có nghĩa là từ trong người của mình nó có cái lò lửa, hay nghe chưa, tu từ cái tâm mà nó có cái lò lửa bên trong, khiến cho nên người ngày ngày lúc nào cũng ấm, không cần bận ấm. Năm 2019 ni sư Dưới Hương đi Tây Tạng 2 lần, vào tháng 1 và tháng 9 đều dẫn Phật tử đi hết. Vào tháng 1 là sư lên cái phái đoàn của sư lên tận núi Everest, tức là núi Hy Mã Lạp Sơn. Quý vị biết là sư mặc 4 cái áo ấm dày, chưa kể cái đồ bó có sát bên trong cũng 2 bộ, rồi đôi giày đi tuyết thì cao, rồi mũ hay là 3 4 cái mũ chỉ lòi 2 con mắt ra thôi mà thở ra khói, mà trong khi ngài mặc có 1 cái áo vải. Điều đó quý vị thấy cái nội lực của cái thiền định hay như thế nào. Ai dám không thì mai mốt á, hết COVID rồi sư tổ chức Tây Tạng đi nữa. Rồi đi chuyến sau á, thì đi mùa thu, cho nên rằng là chỉ thăm đồng bằng. Chuyến mà đi lên núi Everest phải cái người mạnh dữ lắm mới đi được. Sư đi với quý sư cô nhỏ, mà quý sư cô nhỏ đi nửa đường phải cho nghỉ lại đó, không đi nổi. Trong khi sư cũng hơi lớn tuổi mà sư leo lên nổi. Nhiều người nửa đường là phải phải nghỉ ở khách sạn không leo nổi. Lý do cao quá cái mình cảm thấy thiếu không khí để thở, hơi chóng mặt. Người ta có cho cái bịch oxy để thở rồi mà cũng chịu không nổi, phải nghỉ lại. Đó là có một trong những cái đệ tử của sư Dĩ Hương đấy nhé. Cũng chịu không được. Sư là đi lên tới nơi, nhưng mà lên tới nơi mình mắc cỡ, mình bận quá trời áo dày, mà ngài thì chỉ 1 cái áo mỏng thôi. Rồi chúng ta sẽ xin mời quý vị thưởng thức một trong một một bài trong 100.000 bài ca của ngài, để quý vị thấy ngài hay như thế nào. Mời quý vị tĩnh tâm lắng nghe một vị thánh nhân đại thánh sư Tây Tạng để chúng ta học theo. Quý vị coi cái đó được, coi cảnh Tây Tạng luôn đó, thì YouTube mà nó có cảnh Tây Tạng, con người Tây Tạng, rồi quý vị sư Tây Tạng làm lễ Phật giáo luôn đấy.
Như vậy chúng ta thấy Ngài được so sánh như là Tổ Huệ Năng, so sánh như là Thiên Chúa Anh Hùng Ca của Ấn Độ, so sánh như là Bible của Thiên Chúa Giáo, so sánh như là Kinh Hoa Nghiêm của Phật Giáo Đại Thừa. Như vậy chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta kết duyên với một bậc thánh trong thời cận hiện đại rất là hay, rất là hay. Sư Dương cũng có chủng tử của Ngài và chủng tử của Ngài Hanan, vâng. Mật truyền là sự truyền thừa bí mật, vâng vâng. Đấy, như vậy. Hôm nay giới thiệu như vậy để về nhân cách, sự tu tập, giác ngộ, thành tựu cũng như những chứng đạo ca của Ngài được ghi lại truyền tụng, đặc biệt qua bốn tông phái mũ vàng, mũ đỏ, mũ đen, mũ xanh đã kính ngưỡng tu học theo và bây giờ truyền đến Hoa Kỳ, truyền đến Việt Nam, khắp nơi trên thế giới. Phật giáo Tây Tạng đang trên đà phát triển. Trân trọng giới thiệu với quý vị như vậy. Trong cái tiết mục 2 tháng học Phật giáo Tây Tạng. Rồi, thời pháp chúng ta chấm dứt. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cũng xin mời quý vị 7 giờ chúng ta sẽ có một thời tụng kinh Pháp Hoa trên đài truyền hình Hương Sen. Những vị nào cúng dường tượng Phật, tượng Dược Sư, những nào người nào ghi danh muốn cầu an cầu siêu thì sau mỗi buổi tụng kinh buổi tối như tối nay, chùa Hương Sen sẽ đọc danh sách tên của quý vị. Khi quý vị ngồi nghe kinh, nghe đến tên người thân của mình, xin cúi đầu và xá xuống hướng về Phật và nguyện cho người thân của mình cùng với chùa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Một lần nữa, quý vị nào muốn cúng dường tượng Phật Dược Sư, cúng dường tượng Phật Địa Tạng và gửi danh sách cầu an cầu siêu, chùa Hương Sen sẽ cầu nguyện cho quý vị. Chúng ta cố gắng để có thể tháng tới chúng ta có đủ kinh phí để thỉnh hai ngày về. Xin mỗi vị góp một viên gạch để trong cái việc đúc tượng hai ngày. A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên